Hoa hậu Mỹ Sao Củ Chi đi xin hàm răng của Phương Lê. Thưa quý vị, Mỹ Sao Củ Chi là phiên bản gốc là sự kết hợp hoàn hảo của bộ ba Tiền Áo, Sạc Pin và Tuyền Nổ. Một mình Mỹ Sao đã cân ba đặc tính nổi trội là ghi âm lén, xin hàm răng và nổ bành nhà lầu. Dẫu đang vướng về thị phi nhưng vì tuột view khi thoát khỏi Hồng Loan, mới đây thì Hoa hậu Củ Chi đã tiếp tục chửi, không vấp một từ nào, chửi một hơi, lên vọng cổ hơi dài, chát chúa, chửi từ Hồng Loan chị Ni cho tới khán giả. Tao mày tôi tớ, ngu ngục, chó hùa, sủa bậy, được thốt ra từ miệng của một hoa hậu danh nhân, doanh ơ. Hà đẳng tương tự như nhân cách của các nghệ sĩ lớn. Càng soi thì Ni, Loan càng sáng, và càng soi thì bản thân Mỹ Sao lại càng ê chề nhục nhã với hàng loạt quá khứ nhờ nhuốc bị chị Ni phản tốt. Thưa quý vị, công tâm nhận xét thì Mỹ Sao cũng là một YouTuber có tri thức, phân tích nghe cũng hay hay nên mới có người theo dõi ở trên YouTube. Nhưng càng ngày thì cô ta lại càng lố lăng. Thời gian đầu quay xe, cộng đồng mạng nghĩ rằng cô ta đã bị 6-7 năm thớp, nằm lá đơn. Nhưng không phải là như vậy, Mỹ Sao đã kháng cáo rồi và nếu thực sự sai pháp luật thì cô ta sẽ đóng phạt 7 triệu rưỡi. Và đối với một hoa hậu doanh nhân, chủ một tiệm vàng, giám đốc công ty xuất khẩu thì số tiền đó không đáng là bao. Cô ấy quay xe chỉ vì cái lý do là ích kỷ hẹp hòi sân si. Ích kỷ là bỏ ra 1 thì muốn lấy lại 10, chỉ nghĩ đến cái lợi của riêng mình nhưng không bao giờ nghĩ đến người khác. Còn hẹp hòi là không có lòng vị tha, không biết thấu hiểu, luôn luôn trách cứ người khác nhưng lại không biết nhìn nhận lại bản thân của mình là đúng hay sai. Còn sân si là cứ muốn mình là trung tâm, là cái rốn của vũ trụ và không muốn ai hơn mình. Bản chất của cô ta là như vậy đó. Từ ngày đầu Mỹ Sao quay xe, chị Ni đã dứt khoát là nói không với việc nhắc đến tên của người phụ nữ này. Không phải vì sợ, mà vì Mỹ Sao không có một gam trọng lượng nào, không đáng để Ni nhắc đến tên. Kể từ đó cho đến nay, thì phía chị Ni, Hồng Loan, anh hai Vũ Luân xem cô ta như người vô hình. Ấy vậy, sau khi làm một số đề tài khác tuột view thê thảm thì Mỹ Sao đã trở lại với drama của Vũ Linh. Cô ta tự biên tự diễn với lý do tôi đã im rồi, không muốn tham gia vào drama chơ bận nhưng các người cứ réo tên của tôi. Ủa, gì vậy bà nội? Bà thử nêu bằng chứng, status nào, livestream nào, Ni, Loan, Vũ Luân nhắc đến tên của bà đi. Người nhắc đến bà là các anh em YouTuber không có thiện cảm dành cho bà. Đó là mối quan hệ giữa bà và các anh em YouTuber khác. Mắc cái giống ôm gì, bà đánh đồng Hồng Loan chị Ni vào. Bà đổ tội, vô tội vạ, làm cái cớ, dọn đường để trở lại drama thôi. Sau khi Mỹ Sao lên tiếng nói xấu và đâm chọc Ni Hồng Loan nữa, chị Ni đã có livestream chia sẻ những câu chuyện phốn dị. Chị đã muốn nó chìm vào dĩ vãng để giữ sĩ diện hình ảnh cho Mỹ Sao, nhưng chính hoa hậu này không cần hình ảnh, thì mắc cái giống gì chị Ni phải giữ cho ả ta. Thứ nhất, Mỹ Sao đã nhờ Hồng Loan xin Phương Lê hàm răng. Theo tiết lộ, khi thấy Phương Lê tài trợ miễn phí hàm răng cho Hồng Loan, thì Mỹ Sao đã chủ động nhắn tin nhờ Hồng Loan là năn nỉ Phương Lê tài trợ cho Mỹ Sao hàm răng. Để lại thì Mỹ Sao sẽ làm hình ảnh thương hiệu cho nha khoa của Phương Lê. Vốn chân thật và không suy nghĩ gì sâu xa thấu đáo, nên Hồng Loan đã ngỏ lời với Phương Lê xin giúp cho Mỹ Sao hàm răng. Kết quả là Phương Lê đã hỗ trợ 80%, Mỹ Sao chỉ trả 20% còn lại. Đáp lại tấm lòng của Hồng Loan của Phương Lê thì Mỹ Sao đã có tin nhắn phản hồi như sau. Là phải như vậy chứ? Ôi là trời, Mỹ Sao ơi là Mỹ Sao. Được cái mác là hoa hậu của một giải vô danh nào đó, nghe chính là một YouTuber, chỉ là một YouTuber hơn 100.000 người theo dõi mà mẹ cứ tưởng mẹ là sao hạng A, hạng B không đó. Không có gương mặt vàng trong làng ăn mày của bà thì cái chuỗi nhà khoa của Phương Lê nó vẫn sừng sững ra ở đó. Cần gì mà bà phải mồi chài xin hàm răng để đổi là PA cho thương hiệu. Hoa hậu Mỹ Sao hay khoe bản thân là chủ tiệm vàng, giám đốc công ty xuất khẩu, có cuộc sống sang chảnh du lịch nằm chầu bốn bể mà sao lại đi xin cái hàm răng y chang như sạc dơ vậy. Sạc thì nghèo, bần cùng xin đạo tặc, con này già quá, học thức quá, cũng không có lòng tự trọng, đi xin luôn là sao. Tự nhận đến với Hồng Loan là vì yêu thương, không câu view câu like và cũng chẳng cần tiền, vậy sao đi xin hàm răng và còn nhắn ít ra phải như vậy chứ, khi được Phương Lê hỗ trợ 80%. Nếu không cần tiền, nhiều tiền như vậy thì cứ đi thẳng đến nhà khoa của Phương Lê, đặt cọc tiền cái kịch, rồi nói Phương Lê tháo hàm răng của tôi ra, làm cho tôi hàm răng mới, chơi như vậy thì mới là nét, đúng chuẩn hoa hậu doanh nhân chứ. Thứ hai, quen người trên bộ, hiểu biết pháp luật, nhưng để bản thân ăn năm lá đơn, kiện, đóng phạt 7 triệu rưỡi. Chị Ni đã ẩn ý, chính Mỹ Sao là người đã tiết lộ lịch trình lên cơ quan chức năng cho YouTuber khi ả ta sở rỡ đi cùng Hồng Loan và chị Ni lên công an, hòng tự đánh bóng tên tuổi của mình.
U là trời, trước đây là tự nhận hiểu luật, nay lại quen người ở tận trên bộ. Đúng rồi, quen chứ, sau cái drama này còn quen dữ thận hơn nữa. Ăn năm đơn kiện, đi lên đi xuống cơ quan chức năng mà sao không quen. Thưa quý vị, Mi Sao vốn bị bệnh nặng y, chẳng ai muốn nói nặng, nói nhẹ một người bị bệnh cả. Nhưng Mi Sao cứ suốt ngày mày tao tôi tớ, chửi chó này chó nọ và kể lễ vô ơn thì đang làm cạn đi sự bao dung cuối cùng của cộng đồng mạng dành cho cô ta. Lúc đầu đến sang chảnh, càng ngày thì càng lòi cái bản mặt thâm và hiểm, không thua con ngáo và con ve. Một vị khán giả đã bức xúc trước các hành vi của Mi Sao đã có bài viết phản biện đến nữ YouTuber này. Tôi là fan của chú và ủng hộ Hồng Loan. Tôi thấy clip chị cứ lên nói và gửi đến fan của Hồng Loan và dùng những từ vô văn hóa đến Hồng Loan và chị Ni. Tôi thì không phải fan của kênh chị, nhưng tôi lâu lâu cũng có xem những clip của chị đăng ở kênh YouTube, những clip trong thời gian chị lên tiếng bảo vệ ủng hộ Hồng Loan. Rất là văn minh, tôi cũng rất ngưỡng mộ chị. Chị vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, lời phản biện cũng rất là ok. Bỗng thời gian gần đây, không biết vì lý do gì mà chị đã quay lưng 180 độ. Nhiều thông tin lan tràn trên cõi mạng nói là chị đã bị bên kia nắm thớp nên giờ chị quay qua cắn Hồng Loan và mọi người. Thông tin đó tôi không biết sự thật là như thế nào, nhưng tôi thấy những clip gần đây của chị đã làm tôi hiểu ra một số vấn đề, đó đều là có sự thật. Chị lên clip gần đây, chị chửi fan của Hồng Loan, tên Hồng Loan là cái đồ ngu ngốc, muốn bờ đỡ thần tượng hay má mẹ của bạn thì về bên đó. Chị chửi Hồng Loan là vô ơn các kiểu, nói ni là Malaysia này nọ không còn gì. Vậy cho tôi hỏi, thế nào là vô ơn, hành động nào của Hồng Loan được chị cho là vô ơn, mà điều quan trọng là chị có ơn gì mà để Hồng Loan phải mang ơn. Chị nên nhớ, chị chỉ là một YouTuber, chỉ cũng vì lợi ích mà đến thôi, vậy ơn nghĩa cái gì? Chị không đeo bám Hồng Loan để kiếm ăn thì thôi, chứ Hồng Loan đeo bám chị để làm gì? Con chị nói Hồng Loan là chê vàng hả? Không có nha, tôi chưa nghe câu đó từ miệng của Hồng Loan. Nếu có chê, chắc Hồng Loan chê người cho vàng á, chứ không thể nào mà chê vàng. Chị chửi Ni, chia sẻ những bài viết người ta nói xấu Ni, rồi chị có sang lên không? Hay chị cũng là người đã từng đi theo các buổi dự tiệc, đã đi chơi chung, giao tiếp với nhau vậy? Sao lại nói xấu nhau, chẳng lẽ giờ bạn bè không chơi chung là đều quay sang cắn nhau à? Rồi chỉ chửi Hồng Loan là cái đồ rác rưởi. Ngộ à, sao một người xinh đẹp có ăn học như chị lại mở miệng ra không bông không hoa gì vậy? Sao giống những cái phường không giáo dục vậy? Ờ thì coi như rác rưởi đi, vậy chị đã từng lết cái thân bệnh tật của chị lại tới gần nhà Hồng Loan làm chi vậy? Lại xem rác rưởi có ăn được hay không hả? Ăn được thì vui vẻ ca hát nhảy múa, không ăn được thì quay qua cắn như một con chó hoang à. Trong khi đó, trước giờ Hồng Loan chưa nói gì đến chị, hay là hết đề tài nói rồi, giờ muốn khơi lại để kiếm view. Chị chửi những ai ủng hộ Hồng Loan và nói là clip này không dành cho fan của chị. Sao mà chị có thể trơ trẽn đến mức như vậy? Những đứa bị chị chửi là gặm xương này xương nọ đã từng đăng ký ủng hộ kênh của chị để chị kiếm tiền thời gian chị lết cái thân bệnh tật của chị xuống nhà của Hồng Loan Á. Thôi nói vậy thôi, nói vậy nếu chị là con người như chúng tôi thì chắc chị sẽ hiểu, chứ nói nhiều chị không hiểu thì cũng vậy à.